truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Cư Bình và Như Thảo kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng nghe bản tin lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh truyền hình Tây Ninh. Bản tin sáng nay, thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024, với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn Bộ binh năm và các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị xã hội và nhân đạo của tỉnh tổ chức buổi đến thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ tại 16 trạm biên phòng và 32 chốt dân quân thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ phần nào những khó khăn của các cán bộ chiến sĩ các đơn vị, nhất là vậy công tác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ thực hiện nhiệm vụ cao. Đoàn đã gửi tặng mỗi trạm biên phòng và chốt dân quân thường trực biên giới một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương tuyến sau hỗ trợ tuyến trước, tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh, do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 28 tháng 3, tại huyện Tân Biên, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh và tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Tháng 3 biên giới năm 2024. Cụ thể, đoàn viên thanh niên hai tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc trường tiểu học Tân Khai và trường trung học cơ sở Tân Lập. Tiếp đó, đoàn tiến hành nghi thức khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường biên và trao tặng 200 lá cờ tổ quốc cho nhân dân khu vực biên giới. Trong dịp này, đoàn viên thanh niên hai tỉnh cũng tổ chức về nguồn tại di tích quốc gia đặc biệt căn cứ trung ương cục miền nam Chiều ngày 28 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh tổ chức hợp mặt nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam 28 tháng 3 1935, 28 tháng 3 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp nối truyền thống dễ dàng đó, lực lượng dân quân tự vệ thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, thực sự là lực lượng đồng cốt xung kích trong lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố Tây Ninh. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của lực lượng dân quân tự vệ thành phố, đồng thời yêu cầu lực lượng dân quân tự vệ thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Chiều 28 tháng 3, Hội đồng dân xã Phước Trạch huyện Cờ Dầu tiến hành giải ngân nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh cho các hội viên tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã. Đến dự có bà Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Trong đợt này, có 20 hội viên được nhận vốn, mỗi hội viên được hỗ trợ 25 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án là 36 tháng với mức phí 0,7% một tháng. Đến nay, trên địa bàn xã Phước Trạch đang thực hiện 3 dự án chăn nuôi bò sinh sản với 48 hội viên nông dân tham gia, tổng nguồn vốn hỗ trợ là hơn 1,3 tỷ đồng. Thông qua dự án này đã giúp cho hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Chuyển sang phần tin trong nước, chiều ngày 28 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp bà Caroline Tuss, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới VKP tại Việt Nam, đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chúc mừng và cảm ơn bà Caroline test có nhiệm vụ công tác gần 4 năm thành công tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Ngân hàng Thế giới là một trong ba đối tác phát triển cung cấp vốn dài nước ngoài lớn nhất cho chính phủ Việt Nam. Và Việt Nam đã thực hiện các cam kết trách nhiệm cho nghị vụ thành viên đóng góp vào tăng chốn của VKB để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động của VKB. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực hoàn thiện thể chế quy định thủ tục và phối hợp chặt chẽ với văn phòng VKB tại Việt Nam để trao đổi thảo luận các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn chướng mắt trong quá trình chuẩn bị thực hiện các dự án VKB tài trợ cho Việt Nam. Bà Caroline Tết cảm ơn sự ủng hộ hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương của Việt Nam dành cho VKB và cá nhân bà trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam. Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo thành lập tổ công tác giải quyết các chướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tại Việt Nam. Coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình, bà Caroline Tess cho biết, dù ở vị trí cương trị công tác nào, bà cũng luôn ủng hộ Việt Nam, mong muốn trở lại Việt Nam để được chứng kiến những thành quả Việt Nam sẽ đạt được trong thời gian tới. Chiều ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chủ trì cuộc họp quý 1 năm 2024 của Hội đồng Tại cuộc họp, các chuyên gia đã đưa ra nhận định về tình hình kinh tế thế giới, dự báo các tác động và triển vọng đối với kinh tế trong nước, đề xuất các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định nền kinh tế đất nước vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, cần phải có đột phá chính sách, nhất là về khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh tiêu dùng, đầu tư tư nhân, quản lý thị trường vàng để phát triển vững chắc. Các ý kiến bày tỏ đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao Ngân hàng Nhà nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo, đề xuất các giải pháp về tài khóa, tiền tệ, quản lý thị trường vàng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao bộ tài, nguy... tài... giao bộ tài chính tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để sử dụng hiệu quả dư địa chính sách tài khóa, nhất là các giải pháp liên quan đến thuế phí. Thưa quý vị, tối 28 tháng 3. Lễ hội ẩm thực món ngon ba miệng đã chính thức khai mạc tại khu du lịch Giang Thánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện được bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á và thế giới, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng thức. Với hơn 400 món ăn được bố trí thành ba khu vực Bắc Trung Nam, trong số đó có nhiều món ngon độc lạ lần đầu tiên được giới thiệu tại lễ hội. Tiêu biểu như những món gà nướng dùng Tây Bắc, cơm lam Tây Nguyên hay các món hải sản miền Trung, miễn lương xứ nghệ chị Mai Huyền Quỳnh Ngọc, một thực khách đến từ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Lần đầu tiên em tới đây em thấy rất là vui bởi vì không khí rất là náo nhiệt, các quán ăn cũng đa dạng nữa. Mỗi một gian hàng là có nét đặc trưng của các vùng miền, đồ ăn cũng mang hương vị đặc trưng rất là ngon. Anh Nguyễn Khoa Đăng, đại diện khách sạn Sài Gòn Ban Bê, một trong những đơn vị tham gia lễ hội chia sẻ thêm mang những cái món ăn của Tây Nguyên thì những cái món đặc trưng như là gà nướng, à, cơm lam, rồi à, heo đồng bào nướng ống tre, rồi à, bò một nắng muối chân kiến, rồi à, khô à, khô nai một nắng muối chân kiến năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn và ấn tượng hơn cả về nội dung lẫn hình thức. Ngoài ẩm thực lễ hội còn tích hợp thêm nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, các làng nghề truyền thống hấp dẫn thực khách. Chị Nguyễn Thị Trà My, một người dân đến từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ. ngày này là thấy mình thấy chất lượng hơn những kỳ trước á, mình kiểu như mình có đi rồi. Đó. Cũng nãy cũng mới ăn này kia các món như thuận á. Rồi Bình Thuận, rồi Tây Bắc này kia là có Vũng Tàu, hết rồi. Qua các năm tổ chức, lễ hội đã thu hút hơn 80.000 lượt khách đến tham dự, được giải thưởng ẩm thực thế giới bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á năm 2022, 2023 và giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2023. Liên tục bản tin sẽ là những thông tin thời sự thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Hàn Quốc đã chính thức khởi động các chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội khóa mới, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tới. Đây được xem là cuộc đua giữa hai đảng chính ở Hàn Quốc, gồm đảng quyền lực quốc dân PPP, cầm quyền và đảng Dân Chủ, TP đối lập. Lãnh đạo cả hai đảng đều chọn Seoul là điểm đầu tiên để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu mở màn chiến dịch, lãnh đạo đảng PPP, Han Dong-hun kêu nêu bật những nỗ lực của đảng này trong việc giải quyết các vấn đề sinh kế của người dân. Trong khi đó, Chủ tịch đảng DP Lee Jae-myung tổ chức sự kiện vận động tranh cử tại Gyeongsan ở trung tâm thủ đô Seoul. Các nhà quan sát nhận định, 48 đơn vị bầu cử tại thủ đô Seoul sẽ là khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất và sẽ quyết định kết quả bầu cử. Đường hầm dài nhất châu Âu vừa được mở cửa tại Hà Lan để thử nghiệm công nghệ tàu siêu tốc Hyperloop. Nếu thành công, công nghệ này sẽ giúp hành khách chỉ mất 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ Amsterdam tới Barcelona. Đường hầm được thiết kế theo hình chữ Y dài 420 m bao gồm 34 đường ống nối liền nhau rộng khoảng 2,5 m Gần như tất cả không khí đều bị hút khỏi đường hầm để giảm lực cản phương tiện chạy bên trong cũng được đẩy bằng 500 ở tốc độ có thể lên tới 1.000 km/h. Australia vừa thông báo sẽ hủy vụ kiện chống lại Trung Quốc tại tổ chức thương mại thế giới WTO sau khi Bắc Kinh tuyên bố chấm dứt thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với rượu vang của Australia, mặt hàng vẫn có giá trị thương mại lên tới 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong một tuyên bố, thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh. Việc nối lại hoạt động xuất khẩu rượu vang của nước này sang thị trường Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng của hai bên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Australia sẽ hủy các thủ tục tố tụng Trung Quốc về vấn đề này tại WTO. Theo thông tin mới nhất từ công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản, thì có thêm hai trường hợp tử vong liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng có chứa gạo men đỏ của hãng này. Như vậy đến nay, đã có tổng cộng 4 trường hợp tử vong và hơn 100 người phải nhập viện do sử dụng các sản phẩm của hãng dược phẩm danh tiếng này. Bộ Y tế Nhật Bản ghi ngờ có chất gây độc hại trong các sản phẩm gạo men đỏ của Kobayashi, nhưng cho đến nay, hãng này vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Hiện Bộ Y tế đang làm việc sát sao với Kobayashi để làm rõ tình hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 7 giờ sáng nay của Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.